lại thấy bóng người anh có làm điều gì sai, người đó là ai, bạn thân anh tại sao em đã làm như vậy, anh quá trông cậy với một người đi rồi đó đi với mây để lại nơi đây một chiếc lá một không hồn khi say sưa đi rồi bỗng đêm nằm nhà anh mắt gấm nhỏ để say với mơ vẫn có hy vọng cho điều anh nhìn thấy sẽ không phải là hiện thực, xung quanh như quạnh nhưng vẫn không ai và anh cảm thấy rất bất lực cho đêm như mực bóng đêm dần về trong mắt lạnh lẽo không một ai, làm sao để trái tim em quay về với anh trong một mây mây. Em có yêu anh không, muốn sống cùng anh không, em cần điều hạnh phúc hay là cần được sung túc, em muốn tung bay không, muốn sống yên vui không, em cần một người hiểu hay là em cần người tình hiểu, hạnh phúc đời con gái chính là chọn đúng người đàn ông, chọn đúng người thật lòng, người ta chỉ sống vì em, chọn đúng người thật lòng thật không dễ đâu em, nên có một người thật lòng sẽ làm tất cả vì em. Anh biết tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng anh biết thì không mua được bình yên đâu. Anh tiếc tình yêu mình chưa đủ mạnh liệt, và anh tiếc vì sao tình yêu quá cay nghiệt. Ngày em lên xe hoa sẽ là ngày tình yêu chết, ngày em lên xe hoa là em giết chết một người, giết đi cảm xúc, giết đi hy vọng, giết đi tất cả, hãy sống đập con tim và em sẽ tìm được hạnh phúc bình yên. Bên anh nên đang tự mình đập đổ tất cả từ làm không gian trở nên lạnh, và anh biết chứ tình cảm của em đã hết và chắc cũng đã đến lúc phải đặt dấu chấm cho hồi kết, gạt tất cả sang một bên ngồi viết đã không còn mệt, gió đêm thổi tan ngọn nến màu đen bao trùm luôn kề bên, người đã quên nhưng anh vẫn nhớ và cũng đang đợi cũng đang chờ, luôn gọi tên nhưng em chẳng nhớ mà cứ đứng đợi một gã khờ công sức bấy lâu nay theo dòng biển sâu bờ khác, mong lúc níu đôi tay mọi chuyện rồi sẽ đổi khác, nhưng không lạ lùng đó là sự thật trước mắt, lặng im đứng đó đưa tay cô dừng tìm em mong. Ai không phải chết nhưng lúc này đây tôi không muốn chết. Tôi đã làm được gì đâu, cả mối tình đầu chưa đâu vào đâu. Tôi cố gắng sống biết mấy, tôi đang vùng vẫy trong cơn đau này. Ngày ngày phải sống trong thú như mỗi kim tim cho tôi ngủ yên. Đau trong bệnh tật cũng không bằng cơn đau sự thật. Sự thật là tôi cùng cực khi đứng gần em tôi như bất lực. Còn tim tôi thôi có khéo một chút tình cảm như là đơn giản như là nhỏ nhoi, nhưng rồi cơ hội lần lượt cứ cho những người thế thôi. Hạnh phúc có lúc là nhìn em cười vui trong một chút, có lúc là nhìn em ngồi yên trong một chút, có lúc là được sạc ngang em một chút, có lúc là nhìn em nằm trong lòng ai kia một chút. Hạnh phúc buồn anh sợ ngày mai trời không sáng, mà anh không mở để anh nhìn em cười trong sáng. Anh sợ người ta làm em khóc lúc anh đã ở một nơi lạnh tanh mùi hôi mốc, và một sự thật mãi mà em không được biết là tình cảm yêu em khởi dậy anh sẽ như là anh sẽ mãi mãi trong thế vòi đáy. Hai đêm ngồi một xó, lúc thì có, lúc thì không. Giờ cảm xúc anh giao cho em, lúc còn đó giờ chưa xong. Anh biết là tình cảm mà đâu có ai mong là có, vương lại ngồi trong và ngó cứ mỗi 3 giây lại lại viết thêm một câu. Oh, tình yêu ngày trước biết tìm đâu niềm vui không phải ca để ngồi câu. No, sau yêu thì như gió đến cho lòng vui đi theo nỗi buồn, đã có lúc gần như trùng xuống nhưng mà anh luôn nhớ và giữ những lá thư là khúc ca. Tự tặng cho em những lúc buồn không còn sức đặt bút xuống, ngày bấm qua lại thẫn thờ vì một người con gái. Nghĩ mãi vẫn không phai nổi nhớ trong tim, và anh lại đắm chìm vào một xa xong lại bơi dưới bậc cát nông. Và em cũng biết tim anh đang rét không dừng lại, ngẫm nghĩ và tìm cho bản thân anh một khát vọng, tự nhủ với lòng ngày qua tất cả chỉ là cơn ác mộng, trách lòng hơn đuối.